Dạ rồi Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Rồi buổi sáng đây sáng tờ mờ sáng nó luôn bà cô bác ơi. Khánh và gia đình cũng gửi lời chúc và lời cảm ơn đến toàn thể quý khán giả quý Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng Khánh và thương yêu Khánh cùng với gia đình luôn. Rồi đây nè, buổi sáng thì Khánh với vợ là cũng đang chuẩn bị thuốc để gửi đến bà con đâu bà cô bác ơi. Thì những bà con á thì cũng đã đặt trước với Khánh rồi. Thì bây giờ Khánh đã lấy ra để chuẩn bị, bây giờ cũng rất là sớm luôn rồi bà con tới để Khánh tiếp những bà con bệnh đau. Rồi sẵn đó thì Khánh cũng chia sẻ đến những quý khán giả của Mạnh Thường Quân của mình cùng xem luôn, rồi để hiểu rõ hơn về thuốc của nhà Khánh để trị bệnh như thế nào đó. Rồi thôi giờ Khánh cũng xin phép là chuyển máy quay lại để tiếp bà con nữa. Bà cô bác đây. Dạ dạ anh tìm Khánh Nguyễn phải không? Dạ dạ lấy rượu rồi. Dạ ủa trời chú Bình không có xuống hả? Không, không có xuống. Dạ trời ông kêu đi lấy giùm ổng. Dạ trời đây nãy cũng chuẩn bị, nãy sáng em cũng mới tiếp bà con xong rồi tranh thủ sớm. Địa chỉ của em đúng không? Dạ đúng không? Đây chú Bình nè. Dạ chú Bình. Dạ dạ anh tìm có mát không thấy, anh đâu thấy đâu. Sư thị có mắt nãy vậy là anh đi cái quên anh khúc trên à, kia đi bên này. Khúc trên kia anh mới đi vô. Dạ anh biết vậy anh chạy vô đây là anh gần hơn. Dạ vậy anh lấy anh đi về luôn hay có ngồi cần tư vấn gì không? Cái này hai cái thùng nhựa hay là sao? Hai bình nhựa. Rồi đỡ rồi anh bán sao? Ôm lần sau, ôm lần sau khả re à. Rồi ok. Đây là hai vợ chồng. Đúng rồi. Này bà con của chú Bình hay sao? Thì cái sớm á. Dạ sớm cái hả? Sớm rồi, anh kêu đi lấy giùm đi tại ảnh có công chuyện á. À trời ơi, đã ấy lên tưởng chuyến này lên gặp mặt chú chú Bình. Như anh Bình anh cũng có lấy mấy lần không ta? Đúng rồi. Dạ. Hỏi anh hôm cũng có lấy lần rồi. Dạ. Vậy em có gì không em? Dạ để em vàng lại. Đúng rồi, em vàng lại cho chị, anh. Chị Diệu chị cũng lên tiếp tục lên lần thứ 15 rồi. Trời ơi. Nè chị gái này chỉ ở chợ gạo Tiền Giang chỉ lên đây cũng 15 lần rồi đó. Chị giờ chị thủ đồ chơi lên nữa kìa. Dạ chị ngồi nha chị. Lúc này cũng còn chích ngồi gai hả chị? À bữa nay chuyển qua rau húng hả? Trời ơi. Đây bây giờ là anh lấy về hai hũ để cho chú Bình ở trên quận 4 đi ông bà cô bác ơi. Vậy nãy tính ra là đi cũng sớm lắm hả anh? Đi sớm anh đi năm mấy anh đi rồi. Năm mấy đi à? Thôi anh đi về nha. Dạ rồi em cũng cảm ơn anh nha. Dạ cho em gửi lời tới chú Bình luôn nha anh. Rồi rồi có rồi. Rồi giờ lên xe đi rồi có gì đỡ lên. Thiếm để đây để nặng. Đang để quay xe lại. Này giờ Khánh ôm hai hũ. Dạ. Dạ cứ lên đi rồi em đỡ lên. Xua vô mà không kịp ngồi luôn uống nước luôn lo chạy về. Chính thủ về công chuyện nữa. Dạ rồi cảm ơn anh, cảm ơn chị. Khi nào mốt cần chạy xe vô đây uống thuốc. Anh trai của anh đây chị Diệu đây. Chị Diệu ơi, cái này là chị lên đây lần thứ 15 rồi, chị có cảm nghĩ gì không? Lên gặp tụi em hoài, tụi em chị có chán không? Không, đi lấy thuốc mà đâu có chán. Dạ. Uống miễn người ta khỏe là hết bệnh thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi kỳ này là lấy cho bà con mới hay là mới người cũ chị? Mới à. Bác xin cho xin hai phút thuốc cho người mới nặng, đáng lẽ là đi từng rồi á. Dạ. Rồi từng rồi có hai thang thôi, đợi từng này thêm thang nữa, đáng lẽ là còn hai thang nữa mà hai người kia nó kẹt tiền chưa ấy. Rồi. Để từ từ. Đáng lẽ là từ từ đi chứ từng sau đi, nói vậy đó. Dạ. Chứ đáng lẽ là hôm nay đi tới năm thang lận. Dạ. Thôi vậy mốt có cái để đi lên cho anh em tiếp. Từng sau này đi chắc có lẽ rồi đi bà đó đưa tiền đi nữa. Dạ. Đó nãy đang chuyển. Người ta đưa tiền từng rồi lận, hai thang từng rồi lận á, tới giờ từng này mới đi á. Dạ. Cái này thì em cũng chọn rồi, giống như hổng còn nghề, cái này chắc chị cũng về làm tiếp à. Cũng làm vậy về giờ về phụ bào với nhỏ em mà hôm trước nó bệnh đó. Dạ. Nó thì hết bệnh nó làm phước người ta, nó cũng bào nghệ, giờ về cũng phụ với nó rồi.
nó mua keo luôn người ta luôn rồi đường rồi luôn. Dạ. Giờ coi như là về làm trọn gói giùm luôn. Mới về phụ với đó rồi mới về đi bần. Ở này đi sớm hơn hả? Dạ, bữa nay là làm ban ngày hả chị? Lúc này mừng rau húng là mừng ban ngày, còn chích ngò là mừng đêm. Dạ. Đây ông bà cô bác thấy rõ chị không? Chị Diệu. Lần thứ 15. Lần thứ 15 rồi. Cứ lên lần nào cũng có lần này là ít á, lần này 3 tháng ít chứ lần này cũng nhiều. Lần nào cũng 5 phần, 6 phần, 12 phần, đã có lần 12 phần. Thôi kệ, cũng cầu mong sao rồi chị cũng giúp cho những bà con bệnh đau đi không nổi đó, lên đây cũng lấy về để giúp cho bà con có thuốc để uống cho khỏi bệnh. Rồi một lần nữa em cảm ơn chị Diệu nhiều nha. Chứ có chị là nhiều bà con cũng khỏi bệnh rồi, chị cũng giúp vậy là quá tốt luôn rồi. Có cái ông Dũng tới dắt ông lên đây, ông dắt ông anh ông lên đây á. Dạ. Hôm nay chắc ông với ông cũng gần hết rồi. À, chắc cũng gần hết rồi đó. Cũng đỡ rồi sao, ông không có ấy nữa. Có người con. Sốt, có người uống thang là ta thấy ta khỏe rồi. Dạ. Nhưng mà chị khuyên bà con của mình chứ, tại vì ai cũng làm lao động nặng á. Nên mình thủ thuốc ở nhà. Không phải gì mình thủ cái này mình uống để cho giúp cho máu huyết mình lưu thông nó tốt chứ không có gì hết á. Đây hổng cũng ngâm than rồi uống được rồi, nay dạ. Tháng mấy rồi. Dạ. Bữa nay cũng có cô Hồng cũng ở Bến Tre nè. Mà cổ đặt tính ra đặt một cái tháng mấy, hai tháng. Cái dạ. Đó hả? Dạ. À, có. Bây giờ là cái giờ dạ, bây giờ thùng vô đây đi. Để trước. Bây không? Giờ sắp xếp bỏ vô luôn. Hết ừ. Nay chị có đem cà phê không? Không. Nay không có đem cà phê rồi. Nay không có cắt ngòn đem mà. Còn ngày không không có buồn ngủ. Chị cũng ở đây nè, xách cho nó nhẹ. Đây ông bà cô bác đây thì những phần thuốc á, thì trước giờ chị Diệu á, chị cũng nhờ Khánh là bốc thuốc theo phần nè. Một phần này tại vì một phần để ngâm 5 lít để khiêng đi. Đó, em bưng cái. Vô cái túi này nè, cái này nè. Nè một phần này để ngâm 5 lít nha ông bà cô bác. Khánh cũng làm xong hết rồi, mình về nhà mình sẽ làm tiếp một bước nữa là làm nghệ. Bỏ vô hả? Đấy, đấy. Cái này đi gọn nè. Đây này đi gọn đấy trước thôi. Dạ. Gì đấy trước không hả chị? Khánh để tôi đi rồi đó. Dạ. Hai thang thôi, hai thang là để công chuyện đi rồi. Rồi, ngon lành. Đi lên đường về. Để đó vậy, để trước. Chứ để trước hết được rồi. Cho đằng sau, mà thôi để trước. Lên đường về luôn. Giờ đi lên đường về hả chị? Chị lo chị cũng tranh thủ đi về để làm dao húng. Là chồng giấy dao húng không mà cô bác? Dao thơm á. Dao húng rồi mình ăn sống đó. Dao húng cây phải không chị? Cây á, đúng rồi đó. Dao húng cây mà mình lạc là cái tay bấm bấm xuống cái tay là nó kiểu nó thâm đen luôn á. Xưa có lạc dao húng cây á. Cây. Giờ là chỉ lên đường chỉ đi về đây, trời bên đây chỉ thủ một chai nước kìa. Lấy cái à chị bỏ vô đó luôn hả? Tính tính lấy cái bịch. Chị để trên tại cái đó nó nhẹ. Nhẹ. Chị này chị có đem áo mưa nè. Lấy áo mưa lên không chị? Nó cấn không? Không, không sao đâu, không có cấn bao rượu đâu. Rồi. Đó. Trước bữa nay trước khi về có cảm nghĩ gì không chị? Lấy cái này không? Rồi trước khi về có cảm nghĩ gì không chị? Chị lo chị nhanh quá. Cảm nghĩ lấy thuốc gì cho người ta uống hết bệnh thôi chứ gì đâu. Dạ. Rồi cảm ơn chú Thiếm luôn. Dạ. Rồi thôi bây giờ cho chị đi về cho ông bà cô bác. Chị tranh thủ chứ về còn. Dạ về Tiền Giang để làm tiếp tục công việc. Rồi lên đường. Thấy lúc này cũng đang mưa đó. Hả? Rồi. Chỉ quen rồi, chỉ biết là 15 lần rồi mà. Dạ rồi, chào chị. Đó, chị lo bà con cũng lo tranh thủ đi á, thấy không bà cô bác cũng trời đang chữ mưa âm u luôn rồi. Rồi là hai bà con vô trong vòng 5 phút à. Đây bà cô bác ơi. Rồi chú Bình xuống lấy hai hũ xong rồi chị Diệu xuống rồi lấy 3 phần cho những bà con. Một lần nữa thì Khánh cũng không biết nói gì hơn, cũng chúc bà con cô bác của mình lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an,
về công việc và gia đình lúc nào cũng ấm áp hạnh phúc hết luôn. Rồi thôi bây giờ Khánh chắc cũng xin phép là khép chương trình tại đây luôn. Rồi trước khi mà khép chương trình thì một lần nữa Khánh cũng xin nhắc lại và chia sẻ để cho bà con cô bác của mình thông cảm và hiểu giúp cho Khánh đó. Thì ở nhà đây thì Khánh là bài thuốc này là thuốc trị bệnh thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, chèn ép dây thần kinh, chèn ép máu đó. Thì những bà con mà biết tới Khánh đó, thì có thể xem những video của Khánh mà cách đây cũng 2 năm mấy, 3 năm trở lại đây. Thì tính ra thì cũng ngoài 2.200 cái video rồi. Thì ông bà cô bác cứ chịu khó xem nếu mà có duyên, hữu duyên thì lên trên nhà Khánh. Khánh sẽ cố gắng hết sức và cũng chia sẻ những hình ảnh này lại nè. Thì Khánh muốn chia sẻ là mục đích của Khánh là muốn ghi lại những kỷ niệm mà bà con lên trên nhà Khánh. Và mục đích thứ hai thì tại vì có rất là nhiều trường hợp là đã mạo danh Khánh thì Khánh muốn ghi hình lại để một phần là để coi như là để mình nhớ là những bà con đó có lên trên nhà Khánh. Thì mốt Khánh sẽ lấy ra Khánh đối chiếu Khánh xem thì mình cũng biết được. Rồi mục đích thứ ba đó là những đoạn video này nè thì Khánh cũng muốn là chia sẻ là trên Bộ Y tế là mình coi như là một bằng chứng là để chứng minh là những trường hợp thực tế. Rồi mình chia sẻ cái này là cũng là khách quan chứ không có dàn dựng gì hết. Nếu mà những bà con mà xem qua kênh YouTube của Khánh thì sẽ hiểu rõ. Và đặc biệt á, nếu mà mình xem một hai video mình chưa hiểu thì có thể xem nhiều chút xíu nữa thì bà con cô bác của mình sẽ hiểu rõ về Khánh nhiều hơn. Thì ở nhà thì những bài thuốc này là những vị thuốc này là ở nhà làm, rồi Khánh là chịu trách nhiệm là từ đầu tới cuối hết. Tại vì Khánh có được giống như là mình có cái chuyên về cái vấn đề mà bên Đông y và cái hiểu rõ chính xác về cái bài thuốc này. Thuốc này thì Khánh cũng đã đăng ký bản quyền rồi sở hữu trí tuệ rồi hết rồi. Thì hôm những video trước thì Khánh cũng có chia sẻ giấy của Bộ Y tế đó, cũng chia sẻ lên để bà con của mình an tâm. Thì thực sự thì mình giúp được những bà con mà bệnh đau á, khỏi bệnh, mình và Khánh với gia đình nó thấy là rất là hạnh phúc rồi. Cái niềm mong mỏi lớn nhất của Khánh là chỉ mong mỏi là bà con khỏe hết bệnh rồi là mừng rồi. Mình góp một chút xíu công, chút xíu sức vô, về bằng cả cái tâm của mình thì mình cố gắng thôi chứ không có vấn đề gì. Tại vì mỗi một chương trình thiện nguyện mình có một cái lối đi riêng á. Giống như những người mà giống như Phong đi, Phong thì có sức khỏe thì Phong chịu trách nhiệm là đi ở vòng ngoài những hoàn cảnh khó khăn. Còn Khánh thì Khánh lựa chọn bằng cái cách sẽ giúp bà con bằng cái khả năng của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình thì Khánh sẽ cố gắng giúp bà con khỏi bệnh. Một cách là đem lại sức khỏe cho bà con là cũng là một cách theo suy nghĩ của Khánh thôi nha. Thì Khánh sẽ cố gắng thôi. Rồi thôi bây giờ chắc Khánh khép chương trình để chuẩn bị vô là lấy thuốc ra để tiếp những bà con sau nữa. Rồi thôi bây giờ Khánh chào bà cô bác, hẹn bà cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo. Bye bye. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sáng nay thì anh cũng nói luôn thì bây giờ ở ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh thì đặt, có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình